Là đi. Đây, tiếp tục. Tiếp tục còn hai thì dễ bí thì đốt lửa lên. Chỉ đi. Đúng rồi. Rồi, ok, đúng rồi, đúng rồi. Chỉ đây xong mình ghép lên bị vậy. Không sao đâu. Ghép lên nè. Không kịp lại chứ. Kịp lại rồi lấy thịt bổ. Hay gì chứ. Đây, phải đi giờ đây nè. Đây, đi. Đi sớ đây. Giờ đây còn xuống nha. Nghĩ sao rồi? Ủa, cái con cua nó to chứ? Cái hang cua. Cái hang cua tập tập bố luôn. Móc móc móc. Bỏ ngay cho nó non rèo ta. Rè chứ. Rồi tôi có cái hang cua nè. Bỏ theo nó bên này. Này cái hang cua đây. Rồi cũng to chứ. Ừ. Đó nó mới đèo đó. To đúng không? To bữa nào. Cái tay của chú mày nó rộng hơn nữa nữa. Chừa lại một tí mình giữ cua. Cái này cái hố kìa. Cái này mấy cái đá con đừng có bỏ nữa tí giữ cua.
Ở bí giờ đang ngồi nướng nè, có cái chòi nè. Đấy, ok luôn đó. Đứa nào đói bụng thì lấy bún với xì dầu ra là làm mắm đi. Đây cũng đang cái chiều. Đúng rồi, con làm đi. Tí này. Tí thì sẽ đi rửa cua đặt ở trên kia, thấy sư tử đặt trên kia. Ồ, mấy cái chút thì mang lại nó rè dữ dằn luôn. Coi chừng nó khét ra nhìn sư tử. Ai chà. Nó được ai ngậm ở đây nha. Nó cay hơi chứ. Nhiều nước thịt nè. Ui, chị Ni ơi. Sao nó nghẽ luôn hết vậy nè. Đưa. Đây. Ai chè, ngon chứ miếng. Ui, nhìn đẻ chứ. Quay lắm nha. Rồi con lấy đâu. Rồi cầm nước đi. Ừ, rửa. Đây. Thế hay chè, bún thịt nướng kìa mới ngon nha. Tao làm cho chú tí nữa. Không nghe. Chưa, làm cho chú đi. Chú muốn thịt nướng không chú? Hay chú còn bún cái tôm. À, bún xì dầu. Cái gì coi kém luôn á. Đâu, đũa để giữ lại nha, cho đỡ nó. Luôn ớt không?
ăn. Con quý với chú lắm ạ, con hợp chú lắm ạ. Con tiếp tục. Chú sao vậy? Chú vừa ăn rồi kêu con. Yêu ơi, tử bị gì vậy? Cây không? Cây. Tử chú dọn lên, chú dọn lên. Chú bị dọn đây. Bị gì sư tử? Dọn nóng quá nha. Ớt là sao vậy? À. Chú rổ thơm này chú. Để chú rổ cho. Ai chè ngon quá chứ. Ăn dữ chứ. Ai chè. Trời xì dầu. Không có móc. Mét, mét tuyệt vời luôn. À. Tí tí lên coi có ké cua nữa y luôn. Đó không có ké cua chứ. Chỗ này có ít cua lắm. Thịt nó chưa chín hết trên đây à. Bố cả. Nướng thêm đi. Nóng à. Đi đụng vô cục than luôn á. Coi vậy. Nướng 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 thêm đi. Tôm tôm gì nướng nó vô. Thịt kìa. Ừ, thịt thịt. Còn tôm sao không ai ăn đi. À. Con đó chú à. Ăn đi. Này. Dầu ngon chưa? Ừ. Ngon rồi. Mua đâu vậy? Mua trên quán thôi đâu. Quán bè khô gì đó. Quán bè nhung á. Còn lèo quá không? Còn lèo mà. Ừ, còn bên lèo lại bánh chè ngon. Ai chè bé luôn. Này bún này. Bún xì dầu. Hà kiếm. Ừ. Chàng mèo ăn đi. Chú ơi, con có măng bún. Mà hai chớp chíp chớp chíp. Tao có ăn đâu, tao nhai mẹ. Đi đâu ăn đâu, đi nhai mà. Nhai, nhai không được nuốt. Tại thằng dễ đèn vô nè. Hết ớt luôn rồi vậy. Thịt chín rồi nè. Rồi, đâu cái dao đâu đưa rồi. Để bây giờ lên cái chế chế còn cho nó ngon. Cho nó khô khô ấy. Ừ. Đúng rồi. Thịt khô. Tôi bảo tao nướng còn khô ăn ngon. Ăn ngon như khô ấy. Khô biết ăn không chữ khô chắc ăn như ướt. Ăn như khô 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 bò rồi lộn khô heo gì. Mấy đất ở trên đây kiểu là như thế này. Chính rồi. Như thế này hết cũng cho nó khô khô. Rồi. Sáng không ý? Kẹt hả? Coi cẩn thận. Cẩn thận gì chú? Kẹt. Đừng có bỏ vô đây nhiều lúc như đây nè. Trời ơi, cô nè.
chia sẻ. Ăn ơi miễu măng đó. Miễu măng đi thịt của chị Ni đâu. Đi ăn hơi chua lắm á. Ê chê, nhìn cái thịt té rồi chứ. À, thịt nướng. Không, thịt con đó chú. Thịt con mẹ nó không muốn ăn. Này cái bía giờ đang ăn sớ rồi. Sau khi nướng rồi thịt với ăn bún. Thịt chiều hơi đói nha. Còn cái món cua nữa mẹ đang bỏ cho đây rồi. Tí sẽ lên thăm. Thì két như sư tử. Ui vậy ai úp vừa ăn như vậy? Con chú. Không vừa ăn vừa ăn. Ui chín ngon quá. Ừ. Đúng rồi. Ngon. Vừa ăn luôn á. Vừa ăn thì vừa khóc luôn á. Đúng rồi, cái hố con bỏ lại luôn đi. Xong rồi tí cho đánh kẹp cục xương. Nghe không á, không có đánh kẹp cục xương. Tí xong rồi lên nó chín là vừa luôn á. Ai trời. Còn cái hố chuyên nghiệp chưa? Đấy. Chuyên nghiệp chưa đó. Mớ khi ăn chưa xong. Đó, ok đấy. Còn mấy nhỏ nữa. Rồi, con đi con rửa tay đi. Giờ con xe đi làm nhiệm vụ rất là nghiêm trọng. Đi. Rửa tay. Coi chừng là màu quét ra đây luôn. Đây, mở bí ra, ăn uống nè. Nướng nè. Đây một tí, mấy nhiêu cháu chị lên trên kia. Chị đi gỡ cua, thử cá cua hay không. Cá cua thì tới kia xe. Quay lại, hiện tại giờ trời chưa, đang mù à. Mù đen không.